Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi trưa ngày hôm nay em vẫn tiếp tục có mặt tại nhà chị Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú chị Loan được xem. Hiện tại bây giờ là chú xưởng cơm cháy có là chở một xe cơm cháy đến giao cho chị Loan luôn á cô chú. Wow, một xe đầy luôn anh, rất là nhiều cơm cháy luôn cô chú. Để mình sách phụ vô cô chú. Thì hôm nay là thứ ba thì chú xưởng cơm cháy cũng đem rất là nhiều cơm cháy đến luôn á cô chú. Chị Loan thì liên tiếp nhập hàng vào nhà để bán cho khách nha cô chú anh chị. Đó thì mấy ngày hôm nay là phải nói rằng là các cô chú anh chị cũng đến nhà chị Loan mua hàng ủng hộ rất là nhiều luôn. Thì cả nhà cũng thấy là trời còn nữa hả? Quá trời nhiều quá đất nhiều rồi. Chị Loan hiện tại bây giờ cô chú phải nói rằng là buôn bán là được các cô chú anh chị khắp nơi nơi mua hàng ủng hộ rất là nhiều nha cô chú. Còn cái bên phía kia đó, cháu gái thì hiện tại bây giờ là live stream bán nước tương đồ nhưng mà cũng không có ai ủng hộ cho cô chú tại vì nó tham cô chú anh chị đó. Cho nên sống như chị Loan thì mình sống thật đó cô chú, cho nên là được sự ưu ái được sự ủng hộ đó, đến nỗi mà anh cũng biết đó, kiều bào ở nước ngoài á cũng mua hàng luôn anh. Đúng rồi đó, thì đây cô chú rất là nhiều luôn. Còn cái thùng ở kia bạn có thùng nữa nè đó cô chú, cũng mua hàng luôn đó. Thì chị Loan rất là nhiều với cô chú anh chị đó. Thì cả nhà cũng biết rồi, chị Loan là rất là được quý cô chú anh chị ưu ái. Thì sắp tới đây thì chị cũng đi diễn xuất ở bên Úc thì cũng được ở bên đó mai tặng cho chị mấy bộ đồ luôn á cả nhà. Đó anh nói đến đồ thì cái con que là nó nói là chị Loan đợt hát tại sân khấu Trống Đồng á nha, là mà mặc cái bộ đồ mà nó nói nó xúc phạm chị Loan luôn, nó nói lên sân khấu hát mà mặc bộ đồ ngủ đó, cho nên là các cô chú anh chị cũng rất là bức xúc, cũng nói cái con que rất là nhiều luôn. Thì anh cũng biết đó là sau khi mà con que nó nói như vậy anh, thì kiều bào nước ngoài ở tại Úc á là cũng bức xúc, cũng lên tiếng là nói là đặt mua mấy cái bộ đồ áo dài luôn anh, là đỡ là chờ cái ngày chị Loan ra là sẽ đến cái chỗ chị Loan á là tặng cho chị Loan đó, rất là quý luôn. Chứ còn như cái con que thì hiện tại bây giờ là chắc không ai tặng nó cái gì đâu anh. Chắc mai mốt là tặng cho nó cái lắc bạc á. Thì lắc bạc là phải có rồi. À, cô chú thì quan tâm là chị Bùm Bùm, các anh chị nhân viên của chị Loan thì cũng đang đóng hàng rất là nhiều nha cô chú. Yến Bum thì cũng đang chép in để giao hàng cho khách để đóng hàng theo quý cô chú anh chị. Thì hôm nay thì cũng thấy tháp Mỹ Mỹ mới tặng cho chị Loan hai bộ áo dài rất là đẹp luôn đó bạn. Dạ. Thì bạn cũng thấy rồi, tình nghĩa của ba chị em rất là sâu đậm, nhưng mà có một số người hiện tại bây giờ thì hôm bữa ở trên cộng đồng mạng của chúng ta thì cả nhà cũng thấy một số người nhằm vô chia rẽ chị Loan và Mỹ Mỹ và Bùm Bùm để có những cái động thái mà chia rẽ ba anh em của chị Loan. Thì ở đây thì cũng mong cả nhà mình á, những ai mà đã có những ý nghĩ đó thì cũng mong cả nhà mình suy nghĩ lại, tại vì đây là những cái mà tình thương của ba chị em
Đó, cô chú thì quay trở lại mà cái câu chuyện thì phía trước là cô chú anh chị cũng thấy là cái tủ lạnh của cái con que thì hiện tại bây giờ là còn đỡ bên trong đó nha cô chú, đỡ trình anh luôn. Thì tủ lạnh nó bự luôn bạn, hồi quá. Hồi đó chứ anh. Hồi quá. Có cái mọc niêm phong luôn các bạn. Đó cô chú. Đó cái tủ lạnh mà nó cao lắm cô chú anh chị. Đó. Cao lắm. Đến nỗi mà không có chỗ chị Loan bỏ hàng phải bỏ chồng những cái thùng giấy lên luôn anh. Đúng rồi. Đó. Cái chỗ đó là một khá là nhiều, nếu mà đóng hàng để chất hàng ở đây thì rất là ổn, còn bây giờ thì không có chỗ đóng hàng thì phải để ở bên ngay chỗ góc bàn thờ của Bắc Năm đó bạn. Đúng rồi. Tại vì chật chội quá. Mà anh làm cái gì anh làm, đúng không? Phải nói rằng đồ đạc thì bây giờ là mình cũng đến mình dọn mình ra khối nhà đỡ cho chị Loan rồi bỏ hàng và buôn bán chứ đỡ cái tủ lạnh trình dinh vậy đó cô chú, niêm phong lại đó, rồi lấy những cái băng keo dán rồi ở dưới cái đớ cô chú thì có những cái khăn luôn anh, tại vì cái nước hôi á ở trong tủ lạnh nó sẽ chảy ra đó là nó rất là hôi vậy hả, đâu đó mình vô quay thử à. Nó kẹt cái xe anh à, kẹt cái xe hả dạ. Chứ không cả cái xe mình xin phép vô quay thử cho bà con cô chú anh chị coi rồi. Đúng là cái tủ lạnh nó quá là hồi rồi. Thì rau đồ nội mà không nói mà cá thì mình nói chỉ nói rau thôi anh, mà mình bỏ trong đó một thời gian lâu rồi nó cũng sẽ ú nè, thôi. Đó thì phía trước chị bùm bùm rồi các anh nhân viên đang là đóng những cái đơn hàng cho cô chú. Thì em cũng quay một xíu rồi em ra xa để cho chị bùm bùm làm công chuyện quý cô chú anh chị, chứ mình quay cận cảnh ngoài thì bên chỗ bùm bùm thì khó làm ăn, bởi vì mình quay như vậy thì nhiều khi khán giả người ta cũng thích đó cả nhà. Đó, quay lâu lâu quay chia sẻ tới ở trong shop cho cả nhà mình xem thôi. Và nhân viên cũng đang tất bật đóng hàng, rồi chị bùm bùm thì cũng đang check in những cái đơn hàng mà quý cô chú anh chị đặt qua mạng và cũng ngồi chụp điện thoại. Thì hôm nay thì không có thấy chị Loan, chắc là chị Loan đi like bên cái vụ sản phẩm rồi bà con cô chú. Để gửi tới cho quý cô chú anh chị mình một số sản phẩm về mỹ phẩm sắp sửa ra mà cho bà con cô chú anh chị mình dùng á. Dạ. Thì mấy ngày hôm nay mà anh chị Loan cũng sắp xếp cho công việc cho nó ổn á, rồi chị Loan cũng sẽ sắp tới cũng đi Úc để biểu diễn á, cho nên là chị Loan tạm cái gì làm trước khi đi cũng sắp xếp cho nó ổn định lại. Đúng rồi. Bà cô chú, tài nói rằng là chị Loan là cũng chuẩn bị mở thêm một cái shop thứ ba nha cô chú anh chị. Đó hiện tại bây giờ cô chú anh chị cũng được biết á, là chị Loan nhập rất là nhiều hàng về nha cô chú. Như vừa rồi á, là em cũng quay cái tủ lạnh đó là đồ đến nỗi mấy cái thùng giấy á không có chỗ bỏ luôn, phải chồng lên cái tủ lạnh luôn cô chú. Cái tủ lạnh mà nó trình dinh luôn á anh. Cái tủ lạnh nó bự lắm bạn, cái tủ lạnh nó 1m8, 1m9 mà nó bự vô lắm. Đó là chỉ có thua cái tủ lạnh hai cánh thôi, chứ nó hôi quá thôi chịu không nổi. Thiệt nó hôi quá. Cái tủ lạnh đó mà phải bắt con que bỏ trong nhốt lại luôn cũng được là xỉu luôn hả? Xỉu luôn hả? Cái tủ đó là cho con que, còn tủ trên là cho mì xào là tới công chuyện luôn á. Dạ. Dạ. Cô chú ơi thì buổi trưa em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Loan đâu với chia sẻ đến cho cô chú anh chị yêu thương chị Loan được xem. Thì cũng mong rằng là cô chú anh chị và các bạn cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú. Dạ, từ giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.